Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình đi sửa cái máy Samsung tại nhà, thì gặp cái ban bệnh của máy này này. Thì mình quay video để chỉ cho mọi người biết là cái cách sửa chữa như cái máy này mà mọi người có thể làm được, tự làm được luôn, không cần phải thợ. Cái này bị hiện tượng là không có điều chỉnh được mọi người, không nhấn nút nó không có hoạt động, nhấn nút, tất cả các nút không hoạt động gì hết á. À, thì mình xoay cái nút này nó cũng chẳng quay video hết á. À, ở trên này thì nó sáng, hiện tại nó sáng như này này, nó sáng cái ô khóa này cái nháy nháy và một cái ô là hình hình giống như chuông mà có dấu gạch chéo á. Đấy thì mình quay lại cái này cho mọi người sửa. Thì trước tiên cái máy này là mình bị lỗi, là bị lỗi khóa 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 chị em nha mọi người. Thì cách sửa chữa là mình dùng cái này, quay long quay video cho mình quay nha. Cách sửa chữa thứ nhất, mình đè hai ngón tay giữ cùng lúc đó và hai phím. Sau đó là mình nếu mà muốn cho nó dễ á, nó ít bị lại á, người tắt nguồn đi mở nguồn lại. À, bây giờ nó hết rồi này, xoay được rồi này. Hơi tối, chúi ra đi, hơi tối đó mọi người. Thấy mọi người, cái này mình xoay được rồi. Bây giờ mình thử vắt cho nó, thôi thử giặt luôn đi. Ở nhấn start, máy nó sẽ bơm nước xả ra ngoài. Đó, nó hoạt động rồi này. Rồi tí nó sẽ lấy cọc ướt. Nâng lên đi về. Ok cho mọi người, cái này mình sửa xong rồi. Cái này tại vì nó dễ, mình quay lại cho ai chưa biết thì tự họ tự làm được ở nhà. Bỏ vô để tiền cho thảo bao mấy cái này chặt ra tái cho vô cho bận quá.